chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ để cập nhật các clip mới nhất của Abo nha các bạn. Chúc mừng các bạn đến với chương trình hàng đi khắp mọi miền đất nước của anh Phi, và bây giờ là đi Thuận An Bình Dương. Hồi nãy là đi Tiền Giang, còn bây giờ là Thuận An Bình Dương. Một con Yoyo, con này bằng giá với con này luôn. Đây, hai con này bằng giá với nhau. Con này là 2489.000 và con này cũng là 489.000 luôn. Hai con thuộc hai dòng Plazintin gần nhau. Con này thuộc dòng Plazintin 6, con thần hổ này thuộc dòng Plazintin 5. Nhưng về cấu trúc là nó gần giống như nhau. Nó khác nhau về mặt thiết kế, về những cái xếp ở trên Yoyo nó khác nhau. Nhưng mà về cái ô tròn này nè, là nó gắn được những cái phụ kiện của nhau. Do từng con nó test riêng cho nên anh Phi không gắn cái đèn nó vô đây á, chứ cái đèn của con thần hổ cấp 6 gắn vô đây cũng được. Và ở trên này nó sẽ có những cái bộ phụ kiện riêng của nó nha các bạn. Mỗi một con Yoyo nó sẽ có một bộ phụ kiện riêng. Và khi các bạn mua nhiều các cái mẫu Yoyo của Audi thì các bạn sẽ tập kết đủ các cái phụ kiện này. Cái phụ kiện này là cái phụ kiện chơi giật ngang nhá. Phụ kiện này là phụ kiện chơi giật ngang. Chờ anh, chứ anh cắt cái miếng băng keo trong này cả. Đấy, con này là thần hổ biển cả ha. Nó có cái tên như vậy, anh Phi tạm đặt để anh Phi dễ quản lý. Và mã của nó là 677261. Hai cái cục này cũng gắn ngang hông. Anh này thì đèn gắn ngang hông nè, thấy không? Anh Phi gắn đèn vô cho các bạn luôn, nhìn nó đẹp không? Rồi, bây giờ hai cục này thì cũng gắn ngang hông, nhưng mà gắn để chơi ngang ha, giật ngang như thế này đó, không? Hoặc để trên ngón tay như thế này. Có một số master về Yoyo, master là cấp sư phụ đó các bạn. Yoyo họ sẽ chơi, họ để trên ngón tay vậy nè, họ giật ra để trên ngón tay vậy nè, cái này nè nó hụm xuống để trên ngón tay, thấy không, đẹp không? Và con thần hổ thần rồng cấp 6 nó cùng phiên bản này Brazilian 5, nó còn một phụ kiện nữa nhưng con đó anh Phi đang đặt về nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu test con Yoyo này đây. Và con này cũng vậy các bạn, 400 mấy 500 mấy, và có chiếu phim lên tới 800 mấy 1 triệu thì cũng vậy thôi, đúng một sợi dây. Họ cho đúng một sợi dây, trong hãng sửa họ cho đúng một sợi dây. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi mua dây. Và dây thì hiện nay để mà thuyết phục các bạn mua thì các bạn sẽ không hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Cho nên nó là anh Phi nắm tình hình này, anh Phi gửi theo luôn, tặng theo để các bạn có thể chơi một cách thoải mái nhất có thể. 10 sợi dây. Và khi chơi hết dây thì đi tìm ở cửa hàng bán đồ chơi gần nhà xem họ có bán dây không, nếu có thì mua, còn nếu không có thì chịu thua. Anh Huy không có gửi dây rồi ha. Còn nếu mà buộc phải gửi dây rồi thì các bạn sẽ phải chuyển tiền trước, tại vì cái phí gửi hàng cao hơn cả là cái tiền dây. Tiền dây bịch này có 20.000 các bạn, gửi về Tiền Giang, Châu Thành Tiền Giang này là 25.000 tiền phí, cho nên nó là nó nghẹt vậy đó ha. Rồi anh Huy quấn dây test hàng cho các bạn xem đây. Con Yoyo này cũng thuộc hàng con Yoyo đẹp ngon ha, gọi là đỉnh hết các bạn ha. Rồi đây, đối với dòng đồ chơi thì nó là đỉnh rồi, còn đối với dòng chuyên nghiệp thì chưa đỉnh. Rồi sau khi quấn dây xong xuôi thì các bạn đi một dạo một vòng vòng trái đất nha. Anh ngồi đây, em ngồi đây. Rồi bây giờ các bạn thấy nó đẹp không? Bây giờ quăng nó ra cho các bạn xem nha. Quăng ra nè. Đấy, lần đầu tiên quăng thì anh Phi sẽ không cận cảnh đâu, tại lần đầu tiên quăng con Yoyo nó sẽ không có đẹp như là các bạn mong muốn. Phải lần thứ hai, thứ ba gì đó nó mới đẹp ha. Anh Phi quăng mà cái trục nó vẫn nghiêng rồi các bạn thấy không? Vẫn nghiêng nè. Đó, cho nên là đừng hỏi là tại sao nó nghiêng, do kỹ thuật chúng ta quăng ra ha. Đây hết nghiêng rồi nè các bạn. Nó hết nghiêng ngang rồi nè, nó hết nghiêng xéo rồi vậy rồi nè, thấy không? Ngon lành chưa? Đúng đẹp luôn, chơi cực êm luôn ha. Đấy. 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 Rồi xong. Test Yoyo thì cũng chỉ tới đó ha. Đây, và bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó vào trong hộp trở lại và đóng hộp trở lại. Anh Phi gắn hai cái nút ở trong này luôn nha, anh Phi không gỡ ra nha. Đấy, còn các bạn muốn biết cách gỡ ra thì anh Phi gỡ cho các bạn xem rồi anh Phi sẽ gắn lại, để về nhà không biết nó gắn ở đâu ha. Để gỡ ra thì nắm lắc nha. Còn nếu mà nắm mà nó lắc mà không ra thì dùng cái này nại. Nại ngay đây. Nhưng mà con này lắc ra. Con này lắc ra bạn thấy không? Gỡ ra. Đó, cái đây là cái cách để gỡ cái nút này ra ha. Rồi. Còn nếu cảm thấy nó cứng quá thì đừng cố lắc ha, nó văng ra luôn á. Nha. Nó văng hư cái nút luôn. Rồi, lắc nhẹ nhàng. Rồi, bỏ dây và tặng vô đây luôn nha. Rồi, xong. Bây giờ anh Phi sẽ chuyển qua khâu gọi là
đóng hàng. Đóng hàng này thì cũng không có gì lạ cho nên anh Phi sẽ không ghi hình. Và tới đây thì anh Phi sẽ chào và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác và một ngày khác, tại vì tới đây là anh Phi sẽ về ăn cơm rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.